Ôi giời ơi, nhà bác họ xa quá cơ. Tôi ngồi á mà đau ê hết cả lưng thế này này. Sao mấy cái đứa này đi ngủ mà không đứa nào chịu tắt đèn phòng khách cả. Chán ghê cơ. Nói bao nhiêu lần rồi. Long, cú Long. Dạ. Sao giờ này con lại ngồi đây? Mới đi đâu đây, con chờ mãi. Sao đến giờ này con vẫn chưa đi ngủ mà lại ngồi đây thế này hả con? Hôm nay con ngủ với ông bà mà. Con ngủ với ông bà à? Vâng ạ. Thế bố mẹ con đâu? Bố mẹ con đang ở trên tầng à. Nhưng mà bố mẹ con đang buồn lắm. Có chuyện gì? Thế sao mà bố mẹ lại buồn? Bố mẹ bảo bố mẹ mà không thương con cái thì con cái khổ lắm. Con chả hiểu gì cả. Bà cũng chả hiểu gì cả. Thì con có hiểu đâu. Nhưng mà con thấy bố mẹ buồn thì con cũng buồn thôi. Bây giờ cô Long nghe bà hỏi đây này. Vâng ạ. Ừ, con thử cố nhớ lại xem lúc bố mẹ con nói chuyện với nhau thì nói những gì nào. Bố mẹ bảo nhà con nghèo lắm. À. Rồi sao nữa? Bố thì không có tiền này, mẹ đi làm từ sáng đến tối chẳng có tiền để mua đồ ăn. Lòng mình nhớ từng thôi từng chữ một. Đúng là con của mẹ, mẹ tự hào với con. Bố mẹ không thương con cái thì con cái rất khổ. Đúng. Bố mẹ mà không thương con cái thì con cái rất khổ đấy. Đặc biệt là khi con cái không có tiền. Bán 10 cái xe không đủ tiền đông gạo. Còn đó nữa, đi làm văn phòng từ sáng đến tối, đến cuối tháng nhận lương cũng không đủ tiền ăn. Chán thật đấy. Đúng là bố mẹ mà không thương con cái thì con cái rất khổ. Con đi xuống ngủ với ông bà đúng không? Đây, cầm lấy đi xuống ngủ với ông bà đi con. Đi đi con, đi nhanh lên. Đi nhanh lên không là ông bà ngủ mất. Đừng quên gì con nhá. Đi đi, đi đi đi, đi đi đi. Thôi bây giờ thế này. Cô Long nghe bà nói đây nhá. Vâng ạ. Cô Long đi vào đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ sớm đi nhá. Không có sáng mai không dậy đi học được đâu. Đi học muộn thì sẽ làm sao nào? Trừ điểm ạ. Đấy. Cho nên con vào đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ sớm đi nhá. Vâng ạ. Bà thông báo cho tôi sáng mai họp gia đình.